chưa ai hiểu. Bạn đang ở đây. Đây là trạm xe bus sẽ đến đưa các bạn đi theo đường này để ngắm toàn cảnh của Quỳnh Sim và cuối cùng kết thúc ở đây. Sau đó có thể đi bộ tham quan những khu này. Đây là khu biểu diễn gọi là gì, tham xô rồi đó. Rồi sau đó bọc ra lại đi về. Bơi rồi quay bơi. Bây giờ người ta nói là người xem mình thì thấy chưa? Sát xíu nữa. Con này xích xíu nữa. Ừ. Con này nó lông mà. Dạng như rồng á. Xích lại chút nữa. Rồng đó. Rồng nam mày nó nhát ghê rồi. Rồi quay rồng nam Mỹ. Anh Hải tránh ra anh Hải. Thank you.
Yes, and then for an archaeological experience and paleontologist for a day. Of Mauritius are extinct today due to the cruelty of mankind, environmental hazards, and the lack of breeding. Nó quá nhiều cây cối, cảm giác nó thích ghê luôn. We all need to play our part for the next generation of wildlife to survive.